18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, là biểu tượng của sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết với bao mơ ước, hoài bão và con đường rộng dài phía trước. Tạm gác những dự định còn dang dở, tạm gác tiếng đầu còn chưa bấp máy thành lời, tôi lại chọn bước chân vào con đường bình nghiệp, một con đường đầy chông gai và nước mắt. Chỉ có những kẻ sống mộng mơ vì lý tưởng, hoài bão mới dám theo đuổi. Đó là trở thành một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Lắng thao trường thiêu đốt đời trẻ trẻ, gió đào trường thổi bay tuổi thanh xuân. Ai giờ ghế nhà trường, bước chân vào nghiệp binh, không lo âu, không toan tính, khoác lên mình bộ áo lính màu áo xanh hy vọng, giữa trong lòng là bao nhiêu ước mơ và bao nhiêu hoài bão. Có bao người đang chờ anh về bữa cơm gia đình mà anh sắp thấy buồn thế. Mẹ anh vẫn đang ốm nặng, sao anh vẫn chưa về? Có phải anh giữ trọn lời thề với tổ quốc, với non sông, với nhân dân, rồi lặng lẽ anh nằm xuống, rồi anh về với đất? Không cần biết là ngày mai ra sao, hay ngày kia là thế nào, chỉ cần biết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà khó khăn hay gian khổ vẫn dấn thân lao vào, trao thân mình cho nhân dân, sống vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, theo chủ trương, theo đường lối, theo chính sách nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nơi cuối đường còn nhiều gian khổ đang chờ anh phía trước, có nước mắt mẹ đã rơi trước khung ảnh đã mờ, có những người họ đi mãi mà không về. Ba lô còn cóc khoác trên vai, mẹ ơi con trai mẹ đi nhé, tạm biệt mẹ cha, tạm biệt các em, mọi người ở lại thật mạnh khỏe. Ngày mai con sẽ ra đi, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, như lời ba dạy là thẳng con dai đứng đầu hiểm nguy không lùi bước, vững vàng cây súng sẵn sàng đứng lên để máu quân thù phải đổ trước. Như ông cha ta khiến quân xâm lược phải chui ống đồng chạy về nước, còn người Việt Nam luôn là thế, thủy chung son sắc một lời thề, sẵn sàng ra đi phục vụ quê hương khi đôi bàn tay còn sức trẻ, đôi chân ngày nào không còn bé, còn không cần những sự chở che, còn sẽ chứng minh cho thời gian này thấy đó là con trai của bố mẹ. Con chỉ xin mẹ một điều thôi, là nay con đã lớn khôn rồi, ngày con ra đi con chỉ mong rằng những giọt nước mắt mẹ đừng rơi, cây súng nặng trĩu ở trên vai, sau nặng bằng non sông đất nước. Con đi lần này chỉ mong lá cờ tổ quốc đỏ thắm khắp quê hương, dù cho một ngày con gục ngã, dù cho bia đá khắc tên con, vẫn luôn mỉm cười tự hào chung chung với nước cờ đã được vẹn tròn. Nắng chiều đôi chân bước vội trên. Anh không phải là bất tử nên đừng buồn khi nghe tin dữ về anh. Em cứ trách anh đi mãi sao chẳng về, nhưng cái nghề anh làm thế, đêm ngày dùng đạn giao kề, cũng chẳng biết khi nào rồi về với đất. Đến khi nằm xuống âm thầm thì liệu nhân dân có ghi nhận, hay họ lại lấy một thành phần rồi nhận xét chung cả bộ phận.